Nay tôi lại mời các anh em mà Cao Bằng là dọc đường lên biên giới Việt Trung lên thác Bản Dốc. Bây giờ hiện nay chúng tôi đang ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Vừa mới rời khỏi thành phố Cao Bằng, vượt một lộ trình 80 km bằng ô tô đến với thác Bản Dốc, một vùng non nước hữu tình viên viễn của Tổ quốc. Các bạn có thể nhìn thấy trên hình ảnh cung đường từ thành phố Cao Bằng lên thác Bản Dốc là một cung đường tuyệt đẹp. Con đường chạy dọc theo bên trái là sườn đồi, bên phải là dòng suối, những nương ngô bạt ngàn, khung cảnh rất là hữu tình. Hôm nay thì bà con lên thác Bản Dốc rất đông. Nếu anh em nào không biết đường thì đi cũng rất dễ, cứ theo xe mà đi là đến nơi thôi. Xe rất đông. Các bạn nếu mà có sở thích thì có thể đi xe máy, phượt xe máy, sẽ được đắm mình vào cảnh thiên nhiên và cuộc sống của đồng bào Tày, đồng bào Nùng. Dọc đường 80 km từ thành phố Cao Bằng lên thác Bản Dốc. Còn 23 cây nữa là đến huyện Quảng Uyên. Quảng Uyên là một trong những nơi mà các bạn đều biết là rất nổi tiếng với nghề rèn dao của người Nùng. Hôm nay thì tôi sẽ phải mua lên một bộ dao ưa thích, con dao đúng của người Nùng rèn. Đừng có mở nhạc ấy. Đấy, bắt đầu thấy có núi đá chắn ngang trước mặt rồi. Đồi trở đến với một cái khu vực khá là sầm uất. Đẹp quá kìa, những ngọn núi hùng vĩ. Vùng biên cương Tổ quốc. Ây.